Thưa quý vị, trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo đảm quyền con người trên tất cả các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong đó, quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của người dân luôn được chú trọng. Những nỗ lực và thành tựu về nhân quyền của Việt Nam trong lĩnh vực y tế được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt là trong hơn 2 năm xảy ra đại dịch COVID-19, thì quyền được chăm sóc về sức khỏe của người dân càng được thể hiện rõ nét khi mà mọi quyết sách và các biện pháp y tế của Việt Nam đều nhất quán, đặt sức khỏe và tính mạng của nhân dân lên trên hết. Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong suốt 2 năm tại Việt Nam. Trong tình trạng khẩn cấp y tế, phong tỏa ở nhiều địa phương, những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS vẫn được nhận thuốc điều trị đều đặn. Nhờ nỗ lực trong những năm qua, Việt Nam được đánh giá là một trong 4 quốc gia có chất lượng điều trị HIV/AIDS tốt nhất thế giới. Số người nhiễm mới HIV và tử vong do HIV/AIDS đã giảm 2/3 trong 10 năm qua. Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực trong việc đảm bảo quyền con người. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc giảm kỳ thị và phân biệt đối xử để tạo điều kiện cho người bệnh họ đi sàng lọc và tiếp cận điều trị. Bởi sự sợ hãi bị kỳ thị và phân biệt đối xử từ cộng đồng sẽ càng làm cho dịch bệnh lan tỏa nhanh hơn. Với chính sách đặt con người ở vị trí cao nhất trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam là quốc gia có số liều vaccine sử dụng và tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên thế giới. Mọi người dân đều được tiêm và được điều trị miễn phí. Đây là một nỗ lực rất đáng ghi nhận của Việt Nam trong bối cảnh bệnh nhân COVID-19 ở nhiều quốc gia phải tự chi trả mọi chi phí. Với chỉ đạo mạnh mẽ của Chính phủ và Bộ Y tế, cùng với hệ thống tiêm chủng quốc gia và nguồn nhân lực mạnh mẽ, tất cả các địa phương đã có thể sử dụng vaccine rất hiệu quả, với mức tiêu hao tối thiểu, thực hiện tiêm chủng an toàn và xử lý mọi trường hợp bất lợi khi xảy ra. Bên cạnh những nỗ lực để đảm bảo quyền chăm sóc sức khỏe của người dân trong tình huống khẩn cấp y tế, Việt Nam có mạng lưới y tế hoàn chỉnh, tổ chức rộng khắp tới tận thôn bản. Trong giai đoạn 2000-2021, tỷ lệ tử vong mẹ trên 100.000 trẻ đẻ sống đã giảm 3,75 lần. Tỷ lệ tử vong trẻ dưới 5 tuổi và dưới 1 tuổi giảm xấp xỉ 3 lần. An sinh xã hội chăm sóc sức khỏe cho người dân của Việt Nam đang không ngừng cải tiến và phát triển. Thông qua hệ thống an sinh xã hội, chúng ta có thể tìm cách xác định các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, đang cần sự trợ giúp, đặc biệt là ngăn ngừa và cải thiện hiện tượng trẻ thấp còi ở trẻ em dân tộc hiện nay. Đáng chú ý, tất cả các bệnh hiểm nghèo hay những nhóm bệnh phải điều trị dài ngày hoặc suốt đời có chi phí điều trị lớn thì nay cũng đã được chi trả bằng bảo hiểm y tế. Theo thống kê, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng từ 81,7% năm 2016 lên 91,01% năm 2021, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao là 80% năm 2020, sớm hơn 4 năm. Nhờ vào chính sách bảo hiểm y tế, người dân có thể tiếp cận hệ thống cơ sở khám chữa bệnh, góp phần cải thiện sức khỏe toàn dân. Mục tiêu do Đảng và Chính phủ đề ra đó là 100% dân số nằm trong diện bao phủ của bảo hiểm y tế vào năm 2030. Đó là mục tiêu tham vọng nhưng hoàn toàn khả thi với Việt Nam. Chúng tôi thật sự cảm thấy rằng Chính phủ Việt Nam đã thể hiện rõ cam kết luôn đặt người dân làm trung tâm trong tiến trình phát triển của mình, để không ai bị bỏ lại phía sau. Đây cũng chính là nguyên tắc cốt lõi của các mục tiêu phát triển bền vững. Điều này đã được Chính phủ Việt Nam áp dụng rộng rãi trong nhiều chính sách phát triển kinh tế xã hội của mình, đặc biệt là chính sách về bảo hiểm y tế và bảo trợ xã hội đối với những đối tượng bị thiệt thòi, nhóm các dân tộc thiểu số. Mới đây, trong báo cáo phát triển con người toàn cầu 2021-2022 do chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc công bố, Việt Nam đã tăng 2 bậc trong xếp hạng toàn cầu về phát triển con người, lên mức 115 trên 191 quốc gia. Kết quả đó có được một phần là nhờ những nỗ lực và thành tựu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe y tế, góp phần thúc đẩy bảo vệ quyền con người tại Việt Nam.